Anh biết. Chào bác nhé, mình mới đẩy từ đây đi hạ 5 em trao màu nhé. Toàn cành thấp trước mặt này. Đó. Bây giờ mình sẽ vào lụm quay cho anh em xem nhé. Như ở xa thì mình thấy đây. Nó rớt chung một chỗ luôn. Đây, một em này. Một em đầu tiên. Đây nữa. Hai em. Nó đầu canh chung một canh kiếm khá là dễ lắm. Đây này. 2 4 em. Này mình đây lông này, lông rớt này anh em. Rồi, đây một em nữa nhá. Tổng cộng là được 4 em nha anh em. Bốn hoành hoạch với một trao màu. Rồi, anh em cùng mình tiếp tục phục nhé. Con cú đất mình mới hạ đấy nha anh em. Đây. À, sáng giờ thì hạ được trà màu thôi.
Chim vẹt thì rất là ít rồi, hôm qua mấy ông bắn nhiều quá. Được tầm chục em trà màu này. 2 4 6 8 10 con. 10 con anh em ạ. Cũng đủ xiên rồi anh em ơi. Giờ mình ở đây mình bơm tiếp. Không biết còn được không đấy. Em vẹt mình mới hạ đây nha anh em, mình ngó mãi mới thấy này, ngồi cả sáng rồi à mới thấy nó vào. Ui, thật. Quá tuyệt vời anh em ơi. Chào tất cả các bác nhé. Sáng giờ thì mình hạ được bằng này nha anh em. Được khá là nhiều luôn. Tầm ôi, mình chả đếm nữa, tầm mấy chục con ạ. Được 2 con vẹt. Nhiều pha thì quay lụm không được. Đi tìm không thấy anh em. Đó, bây giờ thì trời thì sớm rồi này. Mình ngồi phục ở đây nha anh em. Đây, mình đẩy từ đây lên. Đó. Rồi. À, bây giờ cũng sắp mưa rồi à, mình sẽ về nha anh em. Hẹn gặp lại anh em và các bác ở những video sau nhé. Chào tất cả mọi người nhé.